Vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía đông huyện đảo Trường Sa dự báo có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới đây. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp đi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km h và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi hướng Tây Bắc tốc độ 20 đến 25 km h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông nam, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới đi chậm lại 10 đến 15 km/h theo hướng Tây Bắc có thể mạnh lên thành bão đến 13 giờ ngày mùng 7 tháng 10 tâm bão ngay trên khu vực huyện Đảo Hoàng Sa cường độ bão cấp 89 giật cấp 11 vùng nguy hiểm trên biển Đông trong vòng 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 trở lên là từ vị tuyến 11 đến 17 độ vĩ Bắc từ kinh tuyến 112,5 đến 118 độ kinh Đông toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn